Các bạn, nay mình quay cảnh farm này là bạc hà nha các bạn. Bạc hà đây vừa rồi đang là mùa nó lạnh á, nên cây nó còn nhỏ, giờ bắt đầu chuẩn bị vô nóng mà cây nó lớn lên chút nữa các bạn. Như giờ trong đây cây nó lớn lên các bạn. Bên đây đồng bạc hà qua trái mũ nha các bạn, nên không có cỏ rồi nó nhảy cây con rồi các bạn. Khi mình cắt á là cây bạc hà nó nhảy lắm các bạn. Cắt á thì mình chỉ tét ra để một cây vậy là nó là ba cây, mình chỉ cắt một cây nữa nha các bạn. Cắt sát xuống dưới này là mình tước nó ra thôi, rồi là từ nào nó nhảy ra, trong nhảy ra nữa. À, như cây này đâu nó nhảy lên một cây khác nữa các bạn, cái chồi nó lên rồi nè. Nhìn đẹp các bạn, nhiều lắm luôn á. Nhìn xanh bông bẩn luôn các bạn. Lá bạc hà là tưới nước động nước ha các bạn. Này, lá này Nam không biết có xài bên đây rồi, có người ta cũng mua nữa các bạn. Đây là nhà rau muống nha các bạn. Nhìn dễ là rau muống luôn các bạn ơi. Thì món nào bên đây trồng cũng có trái mũ nha các bạn. Mũ đỡ cỏ. Cắt rồi thì rau muống nó cũng lên lại nha các bạn. Này như một bụi cắt về là nó lên lại nó bạn, nhảy lá nè. Đó, nhảy lá lên rồi đó. Này, đây ăn lẩu nè chứ vô mùa hè này có rau muống nhúng ngon các bạn ơi. Ăn cũng dưa các bạn, bào nó ra. Ồ, thấy đẹp không các bạn, cao này cũng gần cắt được các bạn. Tới bên kia luôn các bạn, bên kia thì gieo trễ hơn, nó còn thấp hơn này xíu. Mình sẽ quay cho các bạn thấy mấy nhà này nó cao các bạn. Chu vi này rộng lắm các bạn, này là tính ra cũng mấy trăm mét á, mà ngang á. Toàn bộ này là trồng rau muống hết nha các bạn. Rau xà lách các bạn ơi. À, nhìn thấy rau xà lách nhiều hơn các bạn. Lớn chưa các bạn. Này mà ăn đồ cuốn kia, gỏi cuốn kia các bạn. Đấy, xà lách này ngon hơn các bạn. Đây mình thích xà lách thì cái chả giò các bạn, cuốn cái chiên
cái cuốn salad này vô chấm sốt rồi bạn, quá ngon luôn. Nhiều lắm nha các bạn. Trồng trong nhà kính như thế này các bạn. Trên này các bạn thấy lứ không? À, lứ này là để khi mà trồng dưa leo đó các bạn, là cho dưa leo nó bò lên nha các bạn, bò lên lứ rồi nè, và trái nó thòng xuống đẹp lắm các bạn. Nhiều lắm các bạn ơi, chu vi rộng lắm á. Bạn thấy không, từ đây là nó dài 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 qua như nào. Dài 100 mét nữa nha các bạn. Bề ngang là hơn 100 á. Bụi bự bự luôn. Cắt salad này cũng cắt là căn ký như là một thùng là 10 ký vậy các bạn. Mình đây là hẹ nha các bạn. Hẹ tốt không các bạn. Xinh xinh giờ các bạn. Cắt sát đất luôn, nó lên lại đẹp lắm các bạn. Nó với cá này kia là phải cắt sát đất. Đây là thông cửa nha các bạn. Nó chiều xuống với trời nó mát nữa, mình quay cửa xuống giữ độ ấm ở trong nhà kính nha các bạn. Này mới cắt lên lại khoảng cắt khoảng tầng lên lại được bao cao rồi các bạn. Xa xa bên đó là hủng lũi nha các bạn. Mới cắt này nó lên lại các bạn. Clip này là mới cắt ngày hôm qua các bạn. Cắt ngày hôm qua sát xuống rồi hôm nay nó lên được khúc rồi các bạn. Cắt sát xuống lên lại các bạn ơi. Sáng cắt chiều là lên khúc rồi các bạn. Hôm nay chưa cắt nha các bạn. Bên đây đất cài lên dòng như đó các bạn. Chưa có trồng chuẩn bị xuống độ các bạn à. Đây, húng lũi nha các bạn. Lũi đá bự luôn rồi, đẹp không các bạn. Cắt mình cũng lên lại nha các bạn. Cái này là cắt xong rồi, cắt cũng sát xuống nha các bạn. Không bao lâu bắt đầu là nó lên nha các bạn. Đều lắm các bạn. Cao quá nghe nó muốn ngã luôn nha các bạn.
Đây là tía đô nha các bạn. Có lần mình làm video clip mà mình nói về công dụng của tía đô nha các bạn. Là lúc đó là nó trồng mới lên được khoảng 3 tầng các bạn. Nhưng bây giờ cái này mình thấy thấp vậy nè các bạn. Là mình cắt rồi nó lên lại nha các bạn. Rồi mình cho các bạn thấy nè. Đó, mình cắt. Đã dấu cắt nè các bạn thấy không? Đó. Rồi nó mới nhảy cái ngang hông các bạn, nó nhảy lên. Như bên đây nè các bạn. Đó, bên đây là mới cắt lên xong nó cũng chưa lên nha các bạn. Nó cũng nhiều lắm nha các bạn. Đó, cái đất cái nó cắt chưa xong còn cao các bạn. Sống cuốn rau này kia là có mấy cái này là ngon lắm nha các bạn. Xà lách tía tô. Đây, hiếp cá bên đây nha các bạn. Đây, bên đây là hiếp cá. Cắt rồi nó cũng lên lại nha các bạn. Đây là trồng trong nhà kính các bạn ơi. Còn anh nó cao là nó cũng chưa cắt xong nha các bạn. Nó lên nó lớn rồi nó cao lắm các bạn ơi. Khoảng này là cắt rồi bắt đầu mới lên lại nữa các bạn. Ở dưới nó nhảy cây lên nha các bạn. Này cắt là mình cắt sát đất luôn, càng sát càng tốt nha các bạn. Càng sát thì nó lên cây nó bự. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Các bạn xem video hay thì like, share và ủng hộ mình á, mình có động lực làm những video tiếp theo nha các bạn. Bye.